Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách uốn trên nền tóc đã duỗi nhuộm đen và mới nén keratin được 15 ngày và có rất nhiều anh chị em gặp khó khăn khi làm trên nền tóc này và đối với chất tóc này là chất tóc rất là tơ mảnh luôn anh chị em nhé và bây giờ con sẽ uốn săn sóng bung cho mái tóc này bao giờ cũng vậy xác định chất tóc thì không thể thiếu trong quá trình chúng ta uốn duỗi nhuộm và chất tóc này như sau phần ngọn là tóc yếu và phần bên trên là tóc trung bình yếu vậy nên con sẽ sử dụng hai bát kem uốn một bát là BH7 và một bát BH7,5 trên nền tóc khô thì con sẽ pha thêm khoảng tầm 10% nước vào anh chị em nhé sau khi pha xong rồi thì con sẽ thực hiện trải vào phần tóc ngọn yếu trước và Quang đã chia sẻ rất là nhiều rồi là khi anh chị em gặp trên nền tóc mà yếu và phần trên là khỏe hơn ấy, thì anh chị em nên trải phần tóc yếu trước. Và sau khi Quang đã trải ở phần tóc yếu xong rồi thì Quang sẽ thực hiện trải luôn lên phần tóc bên trên. Đối với phần tóc bên trên này là phần tóc trung bình yếu, vậy nên Quang sử dụng bát kem uốn ở BH 75 sau đó Quang sẽ thực hiện trải thật đều vào cái phần tóc ở phía bên trên này. Đối với mái tóc này, Quang vẫn thực hiện bằng phương pháp là uốn cứng hóa. Và sau khi trải đều kem uốn vào tóc xong, và Quang sẽ lưu thời gian là 10 đến 15 phút. Uốn cứng hóa thì mọi người không quan tâm đến mềm hóa đâu anh chị em nhé, mọi người chỉ cần mềm hóa non thôi mọi người chỉ cần mềm hóa non khoảng tầm 50 đến 60 thôi là ok rồi sau đó thì mọi người sẽ cho đi phục hồi và khử kiềm và sau khi phục hồi khử kiềm xong rồi thì anh chị em sẽ thực hiện sấy khô đi và bước tiếp theo lên trục với phương pháp uốn cương hóa này thì khi lên trục anh chị em sẽ pha kem uốn yếu ở nồng độ pH 7 sau đó mọi người sẽ pha với nước theo tỷ lệ 50 50 rồi mọi người sẽ thực hiện trải vào phần tóc cần uốn xoăn do cái tóc này của khách hàng là tóc tơ mảnh và tóc yếu vậy nên quan sẽ đi sai trục 19 anh chị em nhé đối với tất cả những lớp tóc ở dưới khuôn viền ấy, thì quan sẽ thực hiện cuốn ngược hết lên để cho tóc có độ vảnh tự nhiên và tiếp theo những cái lớp ở bên trên thì anh chị em cứ cuộn tròn vào như bình thường và lưu ý là càng lên trên cao thì anh chị em phải dâng theo những cái đường cắt của mình cắt nhé. Và hôm qua Quang có đăng lên cái bài cắt của cái tóc này, anh chị em có thể lên đó để tham khảo lại bài cắt này nhé. Sau khi uốn xong rồi thì anh chị em sẽ chạy nhiệt. Với cái tóc yếu thì anh chị em đi nhiệt thấp thôi. Thì thông thường Quang sẽ chạy nhiệt 50 và 60 thôi. Thời gian thì Quang sẽ chạy từ 10 đến 15 phút. Và khi nào anh chị em cảm thấy nó khô hoàn toàn 100% rồi, anh chị em sẽ để nguội và thực hiện dập định hình. Mọi người có thể cho vào kẹp định hình như thế này cũng được, hoặc là anh chị em có thể sử dụng lô uốn lạnh. Và sau khi dập định hình xong rồi thì mọi người sẽ lưu thời gian cho Quang khoảng tầm 10 đến 15 phút và đây là kết quả khi quang đã làm xong anh chị em có thể bấm đăng ký và follow để theo dõi nhiều video làm tóc của quang hơn nhé và hy vọng video này sẽ giúp tất cả mọi người áp dụng thành công cảm ơn tất cả mọi người và quang xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video tiếp theo